Chào các bạn trên diễn đàn. Tôi thấy Việt Nam mình hiện giờ là đang có cái bức xúc như này này. Cái bức xúc là nhà nước ấy là chưa phát cho mỗi một người quân ngũ đi bộ đội về phục viên ấy là một bộ quần áo để đi ví dụ như ngày lễ ngày lùng cái gì đấy là anh em tập trung lại để tham gia một cái gì đấy cho nó đẹp mắt, một bộ quân phục quân đội bằng cấp đàng hoàng. Nhưng mà những cái người mà có cái tính chất xấu là cứ mang cái bộ quần áo ra mặc để mà làm xấu đi cái nền quân đội nhân dân Việt Nam. Cho dù là anh là quân đội hay là anh cảnh sát hay là anh làm một cái cấp bậc gì, nhưng mà anh tham nhũng đất của nhà nước thì tất nhiên là người ta phải tịch thu, thu hồi. Nhưng mà cái khi mà đất của nhà nước ấy, anh sử dụng, con cái anh lấy vào sử dụng thì mất hợp pháp, thì là nhà nước người ta thu hồi, là anh lại mang cái bộ quần áo quân đội ra anh mặc. Anh mặc rồi anh chà đạp lên cái quân đội nhân dân Việt Nam, xấu đi cái nền văn hóa. Nếu cái người này là không có ý thức. Nếu như mà nhà nước người ta cưỡng chế mà không đúng quy định của nhà nước ấy, thì anh có thể anh làm đơn anh kiện, đúng không? Anh có thể làm đơn lên cấp trên nữa, hoặc là ở trên đời ấy, người ta nói một lời lẽ, một cái lời lẽ ăn nói cho đàng hoàng thì người ta sẽ đợi chờ anh kiện cáo xong hoặc là trình bày xong rồi người ta làm. Nhưng đường này là kéo phải họ đến rồi là to tiếng lớn lời chửi bới kêu đảng cũng thế mà ai cũng thế cả, không ai người ta bênh cái người mà mất hợp pháp cả. Bởi vì một khi mà đất của nhà nước anh sử dụng mất hợp pháp thì nhà nước người ta phải thu hồi, mà đất là đất của toàn dân, nhà nước quản lý. Ai cũng như anh ấy thì còn đâu đất. Đừng có nghĩ là anh ngày xưa anh đi bộ đội anh có công với nhà nước. Ngày xưa thì chiến tranh ấy thì cả nước, cả làng, cả xóm, cả tỉnh, cả huyện toàn dân chống Mỹ chứ có phải đâu phải mình anh đâu. Mà cứ lại phải mang cái bộ quần áo quân đội ra mặc để mà trong cái lúc mà cưỡng chế đất, bởi vì đất của anh mất hợp pháp, người ta nhắc nhở anh đôi ba lần nhưng anh không chịu thì người ta phải cưỡng chế. Mà cưỡng chế rồi á, đất ngày xưa là Việt Nam mình là có cái ngày xưa đấy, giải phóng xong bọn giặc đấy thì là nhà nước, những ai mà muốn làm nhà làm cửa hoặc là con cái ở riêng là chứ làm giấy đưa lên xã là người ta cấp cho 4 mét vuông, 4 mét chiều dài mà dài xuống là 10 mấy mét đại khái thế, mà không là 6 mét vuông. Người ta cấp đất cho để làm nhà, không phải mất tiền, không phải mất gì hết đấy. Ngày xưa đấy, từ năm 80 mấy trở về trước ấy là như vậy. Nhưng mà từ năm 92 trở về đây, năm 90 đến 92 trở về đây là nhà nước người ta mới bán. Chứ ngày xưa là người ta cấp đất cho dân, ai con cái ở riêng là người ta cấp đất cho ở, không phải mất tiền. Nhưng ngày nay thì họ bán. Nhưng bởi vì thì những cái người mà đang còn cái vai lao động đó là người ta cấp cho mỗi một người là 2 sào để làm ruộng. Ngày xưa thì là bộ đội người ta chưa đi, người phải chiến tranh đấy, không có thời gian người ta làm để nuôi sống người ta đấy, thì là dân là làm ruộng của nhà nước để phải đóng sản. Mỗi một sào ví dụ tốt thì 80 cân mà xấu thì 40 cân, 30 cân đại khái thế. Nhưng mà từ năm 92 trở về đây ấy, là quân đội người ta tự tăng gia tự sản xuất rồi, không phải là không mình người dân là không phải đóng sản nữa. Thì người dân làm được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Chỉ mỗi năm thì mỗi hộ gia đình người đóng có 100 bạc tiền thuế, đâu có nhiều đâu. Thì tôi hỏi mọi người là cái đất người ta giao, nhà nước người ta giao cho anh làm để quản lý cái mảnh đất đó
Thì đến khi mà nhà nước người ta cần thì mình phải trả cho người ta chứ, làm sao lại cứ phải to tiếng lớn lời ra để tranh giành nhỉ? Đất của tập thể rồi anh đem đất của nước rồi người ta giao cho anh công cai tác, anh này làm nhà lên đó anh ở, anh cho con anh làm nhà anh đấy ở, rồi đến khi người ta đến người ta thu hồi, người ta nhắc nhở đôi ba lần không nghe, người ta đến thu hồi thì bao giờ người ta muốn thu hồi một cái gì người ta cũng phải đánh công văn về đôi ba lần đúng không, để người ta cho anh chuẩn bị trước, nhưng mà anh không chấp nhận không chấp hành thì người ta phải đến cưỡng chế. Cưỡng chế thì anh lại mặc cái bộ quần áo quân đội ra để anh là ý là anh nói là anh có công với cách mạng, anh có công với đất nước thì không nên cưỡng chế đất của anh. Xin lỗi anh này, ngày xưa mà chiến tranh ấy, Việt Nam ấy không phải một mình anh mà tất cả như nhà tôi đây 7 người đi trong quân đội, bố rồi con rồi chị rồi anh chị em nhà tôi, nhà ngày xưa là người ta đẻ có phải ít đâu, đẻ 12 người 10 người ngày xưa đấy, ngày xưa mà may có cái biện pháp là đẻ nhiều thì khi đấy mình mới có nhiều người mà đi bộ đội chứ lấy đâu ra chị, mà bom nó ném như thế chết hết còn đâu, nhà nào mà ít cũng chứ 9 người trở lên ngày xưa đấy, ngoài Bắc ấy, trong Nam mà tôi không biết nhưng ngoài Bắc là như thế. Cũng như nhà nhà con bạn tôi đây, mẹ nó đẻ 12 người, đặt một đứa cuối cùng là thằng thằng Nin Lenin 12, tên nó là thằng 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 12, đặt cái tên 12 luôn. Thì như thế thì người ta với mỗi nhà là một quân quân người ta chỉ cần mỗi nhà một người một đợt, mỗi nhà một người một đợt là ngày đó là người ta tuyển bộ đội nó dễ. Nhưng như bây giờ mà chưa đẻ con đứa hai đứa thì lấy đâu ra quân đội. Cho nên bởi vì vậy cho nên là những người ta biết là người dân Việt Nam mình có công với đất nước, cho nên là người ta cái khi mà giải phóng xong đấy là người ta cấp đất cho dân ở. Con cái ở riêng ra là người ta cũng cấp đất cho ở, đâu phải mất tiền mua đất đâu. Đấy là một cái cống hiến cho đất nước, thì đất nước người ta cũng cống hiến lại cho mình. Có nơi ăn này ở đàng hoàng. Như đến cái thời bình này rồi thì người ta đất nước người ta mới phải bán. Bây giờ nước người ta không bán nữa mà người ta để người ta xây, chiến tranh không không chiến tranh nữa, người ta phải để người ta xây khu chung cư để bán. Nhưng mà ngược lại là những cái người mà đất người ta cấp cho rồi để mang ra đi xây nhà. Xây nhà rồi đem ra, khi người ta thu hồi người ta đánh công văn hai ba lần, nhà nước mình được bao giờ những cái người ta thu hồi đất hay thu hồi một cái gì người ta phải đánh công văn hai lần ba lần, lần thứ ba người ta mới xuống người ta cưỡng chế, nó thông báo anh lần hai lần rồi anh không nghe thì lần thứ ba người ta xuống người ta cưỡng chế chứ. Mà đất là đất của nhân dân nhưng mà nhà nước người ta quản lý, nhưng anh phải chấp hành theo nhà nước chứ, phải chấp hành những cái đất của người ta phải trả cho người ta chứ, không có thể mà lấy đất nhà nước rồi đến khi người ta đến người ta cưỡng chế rồi là mặc cái bộ quân phục quân đội lên rồi lại nói là tôi có công với đất nước rồi là cưỡng chế rồi la rồi kêu đảng ơi, ai cũng như ông thì người ta đâu có còn đất nữa. Ông như thế là ông đang tham tham đất của nhân dân. Nên cái mở miệng cái này chửi đảng rồi kêu đảng kêu ai, mình cứ so lấy bản thân mình đi, làm cho trọn, nếu mình không làm trọn nhiệm vụ mà nhà nước giao thì như cái nhà bên cạnh sau người ta không đến là cưỡng chế, mà như cưỡng chế nhà mình phải có một cái dấu hỏi ở đó. Với khi người ta đến cưỡng chế là kêu là cộng sản đến cướp đất rồi là nhà nước đến cướp đất, nói một cái câu vô lý, sao ở nhà cạnh người ta không cướp mà lại cướp của nhà ông, mình phải phải đánh một cái vấn đề như thế. Cho nên cái bọn thù địch ấy thường thường là hắn hay tập trung, hắn hay đến những cái nơi mà nhà nước đến cưỡng chế là anh đến anh dụ dỗ những cái người mà bị nạn đấy đi theo nó. Bọn phản động lớn hai lần la đến đó. Cho nên là những cái người mà đến bên quân đội đấy mà về hưu mà bây giờ mà cứ tham tham đất của người của xã hội rồi đến người ta thu đất ấy, rồi sau là mặc cái bộ quần áo quân phục lên. Tốt nhất các người không không xứng đáng mặc cái bộ quần áo lên, bởi vì các người
mặc cái bộ quần áo lên để mà chà đạp lên quân đội không 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 nên. Bởi vì này, người ta thích cãi nhau hay một thích đối chối cái gì với nhà nước hay với ai không cần phải mặc cái bộ quần áo lên, người ta mới biết anh có công với đất nước. Kể cả có ngưỡng ngà mà liệt sĩ nhưng mà cũng là đất của nhà nước rồi, anh tham đất của nhà nước, người ta đến người ta cưỡng chế rồi là cũng nói là nhà này liệt sĩ có công với cách mạng. Các ông là làm mất cả cái lòng trung thành của các ông rồi, đánh mất cả cái lòng trung thành, mất hết ơn đại, hết ơn hết đảng hết hết huệ rồi. Vì một cái công lao của anh mà anh đánh mất cả cái công lao rồi, một cái công lao của anh bao nhiêu năm anh chống Mỹ anh có danh hiệu, nhưng mà đến khi mà nhà nước đến cưỡng chế rồi anh chửi bới, rồi anh mang cái bộ quân phục rồi anh mặc, rồi anh chửi bới, rồi anh la, rồi có khác gì là giặc. Anh làm mất hết cái uy tín của anh rồi, không ai người ta tin tưởng anh nữa. Anh làm mất cả cái uy tín của đội thì nhân dân người ta cũng mất cả cái lòng tin của anh, mà người ta đâm ghét anh. Người ta ghét là anh không thật thà, anh sống dối trá, anh lấy đất của nhà nước rồi anh dùng, rồi anh khi người ta đến rồi anh lại đi vèm kêu cả họ cả hàng đến để đi làm rối loạn. Anh không chấp hành thì anh đánh mất cả cái uy tín của anh. Anh đừng có nói là tôi có công cách mạng rồi là con cái anh chỉ ra to tiếng lớn lời là ông có công với cách mạng, cho dù là gia đình liệt sĩ cũng thế. Sai là phải người ta phải người ta phải người ta phải 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 phải, phải đi vào khuôn, người ta phải là làm. Rồi đến khi là cứ lôi ra là gia đình có công với cách mạng. Có công cách mạng thì cách mạng hàng tháng, hàng năm người ta trả lương cho anh. Đấy là chiến tranh vì đất nước, vì nhân dân, vì mình, chứ đừng có nói vì ai nữa. Ngày đó thì ai, nhà nào cũng cầm súng đi ra chiến trường, chứ không phải một mình anh. Anh làm sai rồi, anh cứ lôi cái liệt sĩ của nhà anh ra với lại lôi cái quân đội ra để anh kể công thì anh mất hết cả cái lòng thật trung thành của anh, mất hết cả cái vai danh dự của anh này. Mà đâm ra người ta lại ghét. Người ta ghét, người ta bảo là đừng có mượn cái áo quân đội, đừng có mượn cái lốt là liệt sĩ ra để đi kể công. Đất nước này giành lại độc lập cho toàn dân chứ không phải dành cho ai mà kể công cả. Cũng không phải dành cho đảng. Đảng là trong dân mà ra. Mà cảnh sát cũng từ trong dân mà ra, có đâu phải là cái kể công với đảng. Kể công với ai? Anh đi giành lại độc lập cho bản thân anh, cho riêng, cho hạnh phúc gia đình anh. Mà anh không muốn đi giành thì giặc nó đến anh giết cả vợ cả con anh, với giết cả nhà họ cả hàng anh kể công với ai? Không có thể mà một tí mà thiếu rồi là làm sai, rồi đến khi lại lôi cái quân đội ra để lôi cái liệt sĩ ra để kể công với đất nước. Ai cũng như vậy thì đất nước này nhà nào cũng đi kể công à? Như nhà tôi đi 6 7 người ta đội về đi 6 đi 7 mà về có một có hai thì nhà tôi kể công với ai? Người ta đi chiến tranh vì độc lập, vì tự do của mình chứ có phải là riêng cho ai mà lại chứ hơi đất của nhà nước mình người ta giao cho mình để làm ruộng trồng trọt để bảo vệ cái mảnh đất đó. Anh làm nhà lên đó anh ở, rồi đến khi người ta đến người ta thông báo rồi anh không nghe, anh thông lần một lần hai anh không nghe. Khi người ta đến người ta cưỡng chế thì anh lại mặc cái bộ quân phục có lên, rồi là anh chỗ có người thì cũng không không phải là quân đội, rồi cũng là liệt sĩ, rồi có người cũng không là liệt sĩ cũng không là quân đội, thì cái to tiếng lớn lời là chứ nói là người ta đến người ta cướp đất của anh. Đất của anh ở đâu, ai bán cho anh? Người ta giao cho anh một cái tờ giấy là cái mảnh đất này tôi giao cho anh, có giấy má đàng hoàng để cho anh khỏi tranh chấp với nhà, nhà bên nhà cạnh, là đấy là cái quyền riêng tư của anh thôi, chứ đâu người ta có bán cho anh. Ai bán cho anh? Người ta giao cho anh công tác, người ta giao cho anh quản lý cái mảnh đất đó thì người ta giao giấy tờ cho anh. Rồi đến khi đến người ta cưỡng chế là làm đất làm nhà lên cửa lên trên cái mảnh đất ở, người ta đến người ta cưỡng chế lại mang cái giấy tờ ra, đây là đất ngày xưa nhà nước người ta giao tôi có giấy tờ, người ta giao cho anh để anh hoạt động, anh bảo vệ cái mảnh đất đó chứ đâu người ta có đâu có bán cho anh. Cái trình độ ngu dốt. Rồi cái khi là mang quần áo quân phục quân đội ra mặc, rồi là kêu gọi là đảng ơi với thế nội kia, nói mấy các ông làm mất uy tín cả các ông. Còn đừng có
Nghĩ là ngày xưa tôi đi quân đội rồi bây giờ mang mặc cái quần áo quân đội ra rồi lại với lại ngày xưa con tôi đi bộ đội rồi liệt sĩ này, nọ kia rồi ra để đi bôi nhọ cái quân đội nhân dân Việt Nam. Các ông như thế là không tốt, không thật thà, không trung thành. Tôi ví dụ nhà tôi nhà nước người ta giao cho 6 rào đất làm ruộng, cái chỗ nào mà tốt ấy thì 80 cân thóc, mà chỗ nào xấu thì 40 cân 30 cân. Nhưng ngày xưa phải đóng sản, bây giờ đâu phải đóng sản. Thì nhà nước người ta cần thì chúng tôi phải trả cho người ta, trả đất, trả cái giấy tờ người ta giao cho mình đó. Nên đến khi có nhiều người đấy là ở khu thành phố đấy thì là đất nó đẹp, nó có giá trị. Nhưng người ta giao đất cho anh để công tác rồi anh, khi anh lấy cái đất anh làm nhà mình, anh đánh ở. Những khi nhà nước người ta đến là đánh công văn đôi ba lần, dân ở bên cạnh đấy người ta nhìn thấy thì người ta kiện, người ta kiện nhưng người ta không ra mặt. Người ta không ra mặt, người ta nói người ta tố cáo là cái ông này ông làm đất làm nhà lên đất của nhà nước, thì nhà nước người ta biết được thì người ta đến người ta đánh công văn về, người ta nói với anh một lần hai lần để cho anh dở đi. Nhưng mà anh không dở thì tiếp người ta phải chấp hành, người ta xuống người ta dở. Bởi vì người ta giao cho anh làm ruộng chứ đâu có phải giao cho người làm nhà. Đất cao không làm ruộng được thì anh trồng khoai trồng ngô anh ăn. Anh làm nhà mẹ nói khi đến người ta cưỡng chế, người ta kiểm kê, người ta không cho anh làm nhà. Còn anh muốn trồng muốn trọt cái gì là tùy anh. Bởi vì đất người ta giao cho anh là trồng trọt chứ không phải giao cho anh làm nhà. Những khi người ta đến người ta cưỡng chế rồi để mang cái quân phục quân đội ra mặc rồi là kể công là tôi ngày xưa tôi đi bộ đội tôi có công với cách đất nước, ai cũng kể công thế thì nhà đảng làm sao trả hết ơn được. Ngày xưa chiến tranh ấy thì là nhà nào cũng có người đi bộ đội, nhà hai người ba người bốn người năm người bảy người sáu người, nhà nào cũng có. Mà ngày xưa Việt Nam mình ấy, đẻ đẻ như giòi ấy, đẻ như giòi đấy, cho nên là bộ đội đi thì nhiều, nhà nào cũng có đôi ba người là có nhà người ta bốn năm người liệt sĩ như nhà tôi đó, bốn năm người liệt sĩ. Nhà ai cũng mang ra kể công ấy thì đảng người ta xếp cái công ơn nó ở đâu cho hết. Đi chiến tranh giành độc lập thì giành chính cho mình chứ không phải giành cho đảng đâu. Đảng là người dân mình bầu ra là con cháu của mình như là ai, có phải là đảng đẻ ra đảng à? Cứ mở miệng ra cái là kêu đảng ơi, già hai thứ tóc lên đầu rồi mà ngu dốt, không có ý thức, không có nhận lực. Mình phải nên hiểu là đất là của dân, nhà nước người ta quản lý. Anh tham nhũng đất người ta giao cho anh làm nhà anh ở, tức là anh tham nhũng đất của người dân. Đảng người ta quản lý, đất nước người ta quản lý. Ai cũng như anh ấy thế thì nhà nước còn đầu đất. Anh mặc cái bộ quân phục lên anh ra anh chống đối người ta rồi anh to tiếng lớn lời anh kêu gào anh hét anh nói người ta cướp đất cướp vật của anh rồi anh khóc anh la anh giả vờ ngất người ra đó. Anh làm như thế là mất hết cả cái danh dự của quân đội mà anh làm xấu đi cái bộ mặt của anh mất uy tín. Cho dù là anh có công nhưng mà anh mất làm mất cả công ơn rồi. Anh là mất cái danh dự quân đội thì anh mất hết cả công lao của anh rồi, còn đâu nữa. Anh cứ tưởng đâu người dân người ta không có nhận thức sao? Anh phải nên hiểu rằng này, người dân người ta đánh giá này. Ồ, ông nói là nhà nước người ta đến cướp đất của ông sau cái nhà bên cạnh người ta không cướp mà lại cướp của nhà ông ấy. Phải có cái lý do, cái dấu hỏi ở đó. Người dân người ta thường thường là như thế. Người ta thường thường người ta đánh giá như thế chứ người ta không thấy anh lên một cái video rồi anh chửi bới rồi anh nói là anh có quyền anh quay video đấy, anh có quyền anh chửi bới rồi là anh làm ầm làm ĩ lên, anh mặc cái bộ quân phục rồi con cháu anh vợ con anh to tiếng lớn lời ra đó rồi cãi vã rồi là nói là anh có công với cách mạng, anh làm hết hết cả cái công của anh rồi
con người người ta là cái danh dự là cao nhất. Có nhiều thằng là khi mà nhà nước người ta thu đất ấy, thì là làm video nó bảo là nhà nó là mấy hecta đất này là của nhà bà. Tôi hỏi là nó lấy tiền đâu nó mua mấy hecta đất của nhà nước, ai cấp cho nó, ai bán cho nó. Cái thằng mà ngu dốt nó ra ngoài đồng nó la nó hét nói là đất của nó rồi nhà nợ nước đến cướp đất. Tao hỏi mày, chúng mày là đất nhà nước ai ai cấp cho chúng mày, ai bán cho chúng mày, chúng mày nói là đất của người ta cấp. Như nhà tao đây, nhà nước người ta giao cho 6-7 sào ruộng, rồi có người là người ta giao cho, rồi sau là người ta không làm, người ta bán ví dụ là bán theo sản đấy, một vụ là bao nhiêu thóc, người ta bán theo sản nha, ai người ta dám bán đất, ai dám bán đất của nhà nước. Nhưng khi người ta thu hồi thì người ta thu hồi lại thôi, người ta giao cho anh để canh tác để làm ruộng chứ đâu có phải giao cho anh để anh muốn làm nhà hay anh muốn bán cho anh bán đâu. Nên khi là người ta đến người ta thu hồi là kêu la là nhà nước người ta đến cướp đất của anh à, nhà nước bán đất cho anh có giấy tờ không? Anh với người nọ người kia mua bán này, đấy là cái quyền của anh mua bán, người ta không muốn làm người ta bán cho anh là bán theo giá sản chứ không phải là bán đất. Ví dụ như đất nào mà người ta cấp sổ đỏ cho anh, nhà nước người ta cấp sổ đỏ cho anh, đấy là quyền riêng tư của anh. Còn người ta viết cho anh một tờ giấy là anh, người ta nói là người ta giao cái mảnh đất này cho anh làm, anh quản lý cái mảnh đất này. Đấy là với cái đủ là anh chỉ trồng trọt thôi chứ không được làm nhà. Anh làm nhà mẹ lên đó, đến khi người ta đến người ta thông báo người cái người ở cạnh đấy, người ta ghen ăn tức ở thì người ta thông báo, người ta báo với cơ quan pháp luật. Thì cơ quan pháp luật người ta điều tra. Thì đúng là như vậy thì người ta về đến người ta thông báo với anh là anh phải rời nhà đi, không được làm lên đó. Anh muốn là trồng trọt cái gì không quan tâm. Nhưng anh làm nhà lên đó là không được. Nhưng khi người ta đến thông báo một lần hai lần anh không làm, người ta đến người ta cưỡng chế, anh mặc cái bộ quân phục ra, quân đội ra để anh chế giễu, anh kể công, anh có công với cách mạng. Nhà tôi đi 6-7 người lên chúng tôi để công ơn đâu cho hết, mà đi bộ đội ngày xưa làm gì có được cái đồng lương nào, ngày nay thì còn có tí lương nhưng ngày xưa làm gì có. Đấy là nghĩa vụ của mỗi một người lao động mà, thanh niên mà, đấy là nghĩa vụ bắt buộc phải đi, anh không đi phải đi tù. Làm gì có cái chuyện mà chứ đi bộ đội về rồi khi làm sai một cái gì đấy rồi là mặc quần áo lên để đi kể công là tôi ngày xưa là quân đội. Ngày xưa mà chiến tranh đấy, nhà nào chẳng có người đi bên quân đội. Đất là người ta giao cho anh để công tác, trồng trọt. Anh làm nhà mẹ lên đó. Những khi là dân ấy, cái người dân Việt Nam mình là có cái bệnh là hay mỏng môi, mỏng mép. À, đít thì chưa ngồi nhưng mà chuyện đã đến rồi. Rồi đến khi là anh làm nhà mẹ lên cái đất người ta giao cho anh đấy. Ngày xưa đấy là người ta chỉ giao cho mỗi một khẩu lao động là đất thành phố thì 6-4, mình ở nhà quê nó nhiều đất thì người ta giao cho một khẩu lao động là 2 sào để làm ruộng. Cái chỗ nào cao anh không làm ruộng được thì anh trồng cái gì đấy là quyền của anh, thì người ta đánh ra 2-3 tầng lớp. Đằng này anh làm ruộng mẹ lên đó, anh làm ruộng đất của nhà nước người ta giao cho anh này cao quá, anh không làm ruộng không trồng lúa được, anh trồng ngô trồng khoai. Nhưng khi con cái anh trưởng thành là không có nơi làm nhà là anh làm mẹ nhà lên đất của nhà nước. Người ta đến người ta thông báo nhà nước mình là bao giờ lại chứ phải thông báo ví dụ như là thông báo là cái mảnh đất này là chưa được quyền sử dụng, anh không được làm nhà anh đó. Thông báo anh một lần hai lần anh không được thì người ta đến người ta cưỡng chế, anh lại mặc cái bộ quần áo quân đội lên, anh làm mất cả cái danh dự của quân đội, mà anh mất làm mất cả cái uy tín của anh. Một khi mà anh đừng có kể công, đất nước một khi lâm nguy là mỗi một người là phải có một cái trách nhiệm với đất nước, chứ không có thể mà anh xảy ra một cái việc gì là anh mang cái bộ quần áo quân đội ra để anh đi kể công với đất nước, với kể nhà như nhà tôi đi 6-7 người đi quân đội mà bên đi chiến tranh đấy, mà đến cái khi mà giải phóng rồi mà
mà bố tôi còn phải nằm ở nơi cái cửa cái cửa Sài Gòn đấy, giải phóng rồi đấy, nằm gai nằm mật nằm chi ở trong hết chống Pháp rồi đến chống Mỹ, nằm nằm dài nằm rè ra không chết, đến khi về đến cửa cửa Sài Gòn mà ông phải nằm ở đó. Nhà tôi 6-7 người đấy, anh tôi này đi chơi chơi đi bộ đội mà đánh nhau với Trung Quốc với đánh nhau với Campuchia, chưa đến ngày chưa đến tuổi ông phải khai tăng lên tuổi, chưa đủ cân ông đeo cát vào, ông đeo một cái thắt lưng cát vào rồi là ông đi bộ đội, ông hy sinh ấy, thì người ta lôi ra người ta kể công à, mình làm sai rồi cứ mang cái bàn thờ là liệt sĩ ra rồi là mang cái bà cái quần áo quân đội ra mặc là đi kể công là tôi nhà nội kia nhà nước đến cướp đất của tôi sao, mình phải có một cái chấm hỏi, người dân bao giờ người ta cũng có cái chấm hỏi, ông cứ nói là người ta đến cướp đất của ông những người bên cạnh sao người ta không cướp mà lại cướp của ông, người ta bao giờ người ta hỏi ông cứ kiểu hỏi đó nên cứ bảo là đất của tôi ai bán cho anh, nhà nước ai bán cho anh có sổ đỏ không, ví dụ như sổ đỏ anh làm giả, có nhiều người quan tham nó làm giả sổ đỏ nó bán cho anh đất bất hợp pháp, thì người ta phải làm rành mạch ra, người ta bắt cái người tham nhũng đó, người ta làm rành ra anh lại cứ cố tình như là đi cãi, mình già 2 thứ tóc lên đầu rồi đã trải qua quân đội rồi mình phải có một cái suy nghĩ, không có bắt chiếc vợ con a ua vào được, to tiếng lớn lời không làm được cái gì hết, cái gì nó cũng pháp lý, nó có chính nghĩa là bao giờ nó cũng là chính nghĩa, chứ còn không có thể là mang cái dối trá đi đến làm cái chính nghĩa, nó thẳng cái đấy là không bao giờ được, kể cả như mấy cái vụ mà ở ở cái gì ở Hà Nội đó, nhà nước người ta trả tiền rồi nhưng mà nó là đi theo cái bọn phản động nên là nó cứ ra ngoài ngoài đất của nhà nó là nó cứ bảo là ở cái khu này là đất của tôi thế nọ kia, để làm video để bán cho cái bọn ở hải ngoại kiếm tiền, vừa rồi đây bị công an nó vào bắt rồi, bắt cái thằng đó rồi, cho nên người ta đâu nhà nước người ta đâu là người ta một cái tập thể người ta lo cho toàn dân, người ta đâu có thua mình, anh to tiếng là lợn chả được cái gì cả, đàn bà với con cái của mình là anh thiếu nhận thức, mà đàn bà là hay to tiếng lớn lời, cãi được cãi lấy được, đất người ta giao cho anh, người ta đưa cho anh mảnh giấy đây là đất tôi giao cho anh để canh tác chứ không phải giao cho anh để làm nhà, những khi người ta cãi nhau rồi những khi cãi nhau với nhà nước rồi là kêu đảng rồi là mang cái tờ giấy ra đây người ta giao đất này đất của tôi, người ta giao cho anh là sở hữu để chăm lo cái mảnh đất đó chứ không phải là giao cho anh để làm nhà, anh làm mẹ nhà anh đó rồi khi người ta đến người ta thu hồi rồi anh bắt đầu là anh mang cái bộ quần áo quân đội rồi anh mặc rồi ăn vạ là đến cưỡng chế rồi xô đẩy ông rồi thế nọ, ông có công với cách mạng ngày xưa mà nó chiến tranh đấy thì đất nước Việt Nam mình nhà nào ít được 3 người đi quân đội chứ không có ai không ạ, đừng có kể công đi, đấy là nghĩa vụ của mỗi một người, đất nước lâm nguy là mỗi một người là phải phải có trách nhiệm bảo vệ tổ quốc, chứ không phải là một một cái khi mà mình làm ra một cái chuyện sai rồi lại lôi cái quần áo quân đội ra để kể công với ai, anh đi chiến đấu để giành độc lập cho anh kể công với ai, anh không giành độc lập ngày nay làm sao con cái anh được hạnh phúc, nó giặc nó chả mang máy chém lên đến tận cổng nhà anh chém đầu anh rơi xuống ấy. Kể công với ai, cái người không thấu hiểu, không biết thấu hiểu, mình là bên đi bên quân đội về rồi mình có thấu hiểu rồi mà cái khi mà nằm gai nắm mật đấy mình hiểu được mình giành lại độc lập được, mà đến cái ngày nay lại cứ nghe vợ nghe con với lại nghe cái bọn mà phản động lên đến nó dụ dỗ cho, nên là bắt đầu là to tiếng lớn lời đi ngược lại với đảng đi ngược lại với nhân dân, những cái người đó không tốt, mà những người mà đã đi ngược lại rồi thì pháp luật người ta không có dung tha, cho dù là anh gia đình anh liệt sĩ cho dù là anh là bên quân đội ta đâu có dung tha anh đâu, nên là xem nhiều cái video đấy nó xem nó bức xúc rồi nhìn mấy cái người này đi qua quân đội rồi mà lại a hua với vợ con đi làm những các cái điều mặc cái bộ quần áo quân đội lên để đi làm mất cái danh dự của quân đội,
anh được huấn luyện qua quân đội rồi, anh biết được cái đường pha đường sai lìa phải. Mấy anh nghe vợ nghe con bắt đầu a hua theo. Mình là đáng là mình là người, mình là đảng viên rồi, mình phải biết nói là con ơi, đất này là người ta giao cho mình làm ruộng chứ không phải giao cho mình làm nhà. Nhưng mà mình không biết làm nên rồi bây giờ người ta đến cưỡng chế thì phải nói với người ta để như nào để mình rõ nhà, thì phải nhà nước người ta có đền bù cho được bao nhiêu thì được, không thì mình phải chịu cái đấy mới phải. Rồi bắt đầu là ai vua theo. Ở vụ Đồng Tâm có một cái ông già đấy, với lại vừa rồi đây ở Hà Nội có mấy người, hiện giờ là có nhiều người ở cái khu mà Hà Nội đấy, rồi là các nơi cũng có, là đi bộ đội về rồi bây giờ là đi theo vợ con, đi theo phản động, nó là nó về nó dụ dỗ cho nó là bố cũng đi theo, mà trong khi đó là mình là cái người cầm súng. Mà các ông ở bên quân đội ấy, mà đi theo phản động ấy, thì tốt nhất là các ông như này, cái bộ quần áo mà nhà nước người ta tặng cho ông đấy, cởi ra trả lại cho nhà nước. Cái thứ hai là những cái người mà rồi là nhà đấy, nhà nước người ta làm cho anh ấy, người ta làm cho anh ở đấy, thì anh cũng trả cho nhà nước. Rồi thứ lương tháng hàng ngày hàng tháng anh lấy lương đấy, nhà nước ở đây trả lương cho anh hàng tháng đấy, thì anh cũng đừng ăn cái tiền đấy nữa, rồi đi theo cái bọn phản động. Chứ bây giờ anh đi theo phản động, anh chống lại, anh đi biểu tình, anh căng trong hôn bầu rượu, nay anh đặt chuyện ở cái nọ, mai anh đặt chuyện ở cái kia, anh mặc cái bộ quân phục quân đội đấy, rồi là đến khi là anh được hưởng cả đôi đường, anh hưởng cả bên phản động, anh hưởng cả nhà nước cụ tại cấp cho anh, người dân chúng tôi phải đóng thuế, rồi là anh đi chống đối lại đất nước, chống đối lại chính người dân chúng tôi, thì anh không lên lĩnh những các cái đó. Anh đi theo giặc thì anh ăn lương của giặc đi, đừng ăn lương của nhà nước nữa, mà cũng đừng ăn lấy ở cái nhà nước người ta cấp cho anh nữa. Rồi anh đi theo cái bọn phản động đấy, rồi là anh muốn làm trời làm đất gì làm, không ai người ta nói. Chứ bây giờ anh đi theo phản động rồi anh nhà nước người ta cấp cho mỗi một người đi quân đội về xuất ngũ về đây, người ta cấp cho bộ quần áo để ví dụ như ngày hội ngày lễ gì thì mặc ra anh đồng đội với nhau để cho nó đẹp mắt, thì chứ anh đi phải theo phản động là anh lôi cái bộ quần áo ra anh mặc, có 6 7 người thôi ở Hà Nội, nó hay tập trung ở Hà Nội. Những cái người đấy mà ngày xưa mà trong chiến trường đấy mà các ông mà phản động lại phản độ đi theo phản động đấy là người ta bắn các anh tại tại ở trong chiến trường này. Ngày chiến tranh đấy anh đi bộ đội mà anh chạy quay đầu lại là người ta bắn chết anh rồi, không cần phải thù giặc nó bắn anh. Bây giờ anh về thời bình rồi anh mà như thế là anh không xứng đáng lĩnh cái những cái đồng lương nhà nước người ta cấp. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nhà nước người ta làm nhà cho anh ở đấy là cũng của người dân chúng tôi đóng, là tốt nhất anh cũng đừng sở hữu cái đó, trả hết lại cho nhà nước, rồi anh muốn chống đối cái gì anh chống, à anh chống quá lắm thì người ta nhốt anh lại, có thế thôi. Các ông này chứ muốn kiếm cái vé đi Mỹ rồi bắt đầu là bôi nhọ cái chế độ này, phải mang cái bộ quân phục của ra đi theo vợ theo con đi làm phản động. Cái đấy không tốt, không đẹp mắt, người dân chúng tôi cảm thấy là chúng tôi phản đối. Phản đối là những cái người mà đi bộ đội về rồi những khi mà gia đình xảy ra chuyện gì hoặc là đi theo phản động đấy, rồi là chứ mặc những các cái bộ quần áo quân đội ra để đi bôi nhọ, chúng người dân chúng tôi phản đối. Phản đối là tốt nhất các ông trả những các cái bộ quần áo quân phục lại cho nhà nước, cho quân đội. Rồi là lương hàng tháng các ông đừng có lĩnh nữa, đi theo phản động đi. Các ông không đủ tư cách mặc cái bộ quần áo lính lên rồi là đi chế nhiễu cái đất nước này. Người dân chúng tôi thừa sức hiểu, nhà nước người ta không cần nói, chúng tôi thừa hiểu. Nghe nó nhìn nó bức xúc. Bởi vì dân ấy là người ta yêu yêu những các cái người lính. Những người lính là những người người ta làm nên một cái sự hòa bình cho đất nước, bảo vệ tổ quốc. Dân là người ta rất hướng mộ, người ta rất yêu mến. Mà các ông mặc những các cái bộ quần áo đấy đi ngược lại với đảng, đi ngược lại với người dân chúng tôi thì chúng tôi ai người ta yêu các ông nữa.
Còn chứ nói là tham quan nhũng, không phải mình Việt Nam mình quan tham quan nhũng đâu. Nước Mỹ vừa rồi tống cổ ra một đống ấy kìa. Mà hơn nữa là các nước trên thế giới là tham nhũng nhiều, Việt Nam mình cũng chẳng là bao nhiêu cả. Nước nào nước chẳng quan tham, ngày xưa ông vua đời cha mình cũng có tham nhũng tham ô. Tôi nói thẳng trong một cái gia đình của ông đi, con cái vợ con ông có tham không? Vì tham cho nên phải ở riêng, không ở chung được trong một gia đình, lấy vợ phải riêng. Ở riêng nữa rồi là bố mẹ có tí đất là anh em là chứ tham, thằng nào cũng tham, thằng kia cũng tham, mà đánh nhau chửi nhau chia không đều. Nói gì người ta quản lý cả cái đất nước. Đừng có nói là anh làm một cái cấp cao gì quân đội hay là anh làm một cái cấp gì công an cao, một khi anh tham ô đất của nhà nước hoặc là tham ô là người ta phải có quyền để người ta đến cưỡng chế anh. Còn những cái người người ta không tham thì mình không có thể nói được, không có thể vơ đũa cả nắm vào được, không có thể là một người tham nhũng rồi là chứ bôi nhọ được cả đàn cả lũ người ta là không được. Ai tham nhũng là nói cái người đó, nhà nước người ta không có dung tha. Bởi vì làm sao mà cái ông Nguyễn Phú Trọng mà ông làm hết khóa nội khóa kia, ông có tham nhũng đâu, ông có tham ô đâu, ai nói được ông ấy, ông làm được cho nên là ông làm hết khóa nội ông làm hết khóa kia, ông được sự cái tín nhiệm của nhân dân, được sự cái tín nhiệm của đất nước thì người ta làm được. Có người lên làm được khóa là phải tụt xuống rồi. Thế nên là ai làm tham nhũng, những cái bọn người nào mà chửi ông ấy là đó là bọn thù địch, chứ người dân chẳng có ai người ta chửi ông ạ. Ông đi đến đâu người ta đang ca ngợi ông ấy, người ta đang nói là Bác Hồ thứ hai, ăn tục nói phét, tưởng đâu là nhiều người người ta không hiểu đến, người ta không biết. Người dân ấy, nhiều người người ta còn hiểu hơn những cái người trong Quốc hội. Có nhiều người trong Quốc hội mà nói ngu nói ngốc như cái thằng Trương Trọng Nghĩa đấy, Trương Quốc Trung đấy, và cái bà Trần Thị Nga đấy, ăn nói ngu như con chó. Lúc đầu vào trong cái Quốc hội mà nói ngu nói dốt, toàn có vẽ đường cho hươu chạy, vẽ đường cho thù địch nó tới. Cái loại người đó là phải lôi xuống khỏi Quốc hội, tẩy tẩy chay ra khỏi xã hội, chứ còn không có để ở trong Quốc hội được. Tôi đang sống ở cái nước ngoài này nè, cái ông Tăng Tối Biển ấy ở Đài Loan ấy, ông tham nhũng còn tiền của ông còn phải mua một nửa cái nước Việt Nam mình, vàng mà người ta vào người ta đánh một xe đi tù 20 năm, nhưng mà sau là sức khỏe ông yếu rồi, có đâu mấy tháng là về tham nhũng. Nhưng mà ông có làm cho cái đất nước Đài Loan để giàu đẹp cũng có, ông làm rất giỏi nhưng mà ông tham nhũng rất nhiều, nhưng người ta vẫn tiếc ông ấy, người ta bảo là ông có tham nhũng thì tham nhũng, nhưng mà ông làm cái đất nước này giàu đẹp phát triển, nhưng mà cái tội là ông tham nhũng thôi. Nếu như ông không tham nhũng thì là ông ấy lại không 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 phải thoái hóa, mà ông không phải bị cái gì. Đâu phải mình Việt Nam mình có người tham nhũng đâu, Việt Nam người tham nhũng thì nhiều nhiều người, ví dụ như là dùng con dấu của nhà nước để kiếm ăn cũng có, nhất là về những các cái địa phương ở xã, hoặc là những cái người mà hiện giờ là nhất là những các cái người mà bán visa đấy, visa đi nước ngoài, người nước ngoài đấy, người ta đóng với một cái visa chỉ có mấy trăm ngàn thôi. Như Việt Nam mình đóng một cái visa đi du lịch 20 triệu. Đi du lịch mà đóng cái visa 20 triệu thì ai người ta đi du lịch, ai người ta đi chơi.
Như Việt Nam mình là đóng cái visa 20 triệu đi du lịch. Đấy là mượn cái con dấu của nhà nước để kiếm ăn này đấy. Cái nhà nước người ta đâu có quy định này đóng cái visa đi nước ngoài đi du lịch 20 triệu đâu. Chào mọi người nha, không có khách.